Okay, hello there. Can you hear me? Okay. Yes, I can see. Here. Okay, let's start the lesson. Okay. Okay. Today I want you to read. Okay, to read a story. And what is it? Is it a reading? Is it can be story? Okay. The name is The Fourth Mother Tea. Okay, wait a minute when I say. Okay, from the past, the first Mother T. Okay, let's begin with this one. Okay, and I want to know that how much you can understand from this reading. Okay, how much you can understand from this reading. Okay, now, can you read it first for me? Yes. Henry Ford received to build a family car that's cooking people his company first built the Model T in 1908, like other new car maker. For had make car for the rich, selling as high as $2,800. This will be beyond the money of regular American family could afford to pay for a car. The Model T was different. This was the first car that middle class families could afford to buy in 1908. This was precise. Cannot precise it. Price, right? What is price? This is the value of something, right? They want to sell it at the value of $825, right? Okay. So next one, move on. However, by 1924, the Model T sold for only $260. Many numbers, right? A lot of numbers here. And do you know what is the difference between this number? Okay, the first one I want to change this one into. Okay, this number, the red number and the green number. What is the difference here? Okay, they are numbers, right? But what is the difference between this number? Yes. Okay, the red number here. Right, the year. And the green number is the money. Okay, so how can you read the number here? Okay, for the year, remember? Okay, for a year we have two types. Okay, the first one I want you to learn how to read the number. Remember, I told you, right? This number is so easy. Okay, you can separate it into two parts, right? Two parts. Okay, the first one in 19
And the second one is 80, right? 1980, right? 1980. And the second way is like the normal number. This means that you need to read it normally. Okay, 1980. Okay, this is longer, but it's correct for all the time. Okay, so this one, if I put there, okay. Okay, this one is, okay, dollar. Okay, dollar character here. So how can you read this one? Okay, we read it as a normal number, as a normally. This means you tell the number normally, okay? 1980 dollar, okay? Dollar later. Okay, so this point, it's not this point. What is this? What is it here? What is character here? This is the comma, okay? So what is the point? The point is this one, okay? So this point is a point, okay? So how to read this point? This is, a decimal number, right? Decimal number, and then you read it like 1.8, right? 1.8. Okay, so what problem if I put that? Dollar character here. $1.8, right? $1.8. Or you can say $1.80. 80 cents. Okay, do you know that? Okay, the same way, but this one is how you can read the money and how you can read the year. Okay, so important for you to remember this. Okay, so how much you can understand from this part, the first part here? How much you can understand? Okay, the first one, Harry Ford decided to build a family car that working people could afford. Okay, now, how can you understand this first one here? Build a family car that working people could afford. Okay. How can you understand the first sentences? Okay, because this is a reading skill. So you need to understand first, right? Okay. So how can you understand the first sentence? Yeah. Okay. Oh, sorry. My internet connection is not good. Is it better? Okay. Now, Henry Ford decided to build a family car that working people could afford. Okay, so what is it here? What is the meaning of the first sentences? Henry Ford built the car. Do you know what he decided? Decided. Okay, so you, okay, I heard that you, you're missing the ending sound. You was missing the ending sound. Rồi con đọc kiểu âm cuối nhé. Ending sound. Rồi câu thứ nhất này có nghĩa là gì đây? Henry Ford đã quyết định xây một gia đình ô tô đúng không? Mà những người làm việc có thể afford. What is afford? Afford. Có thể. Tức là afford là okay, except, okay. Afford. This means financially. Financially accepted. Okay, acceptable. Okay, afford. Financially accepted is okay. Rồi có nghĩa là gì đây? Có thể chấp nhận được về mặt tài chính.
Ok, tức là có đủ khả năng về mặt tài chính nhé, afford. Ok, so can you write down it? Financially. Financially is something related to the money. Ok, how much you can spend. How much you can spend, right? Afford. Khả năng chi trả, đúng không? Financially accept. Rồi. Ông ấy quyết định xây một cái chỗ gì nhỉ? Gia đình ô tô, đúng không? Xây dựng một gia đình ô tô mà chỗ mà những người làm việc có khả năng chi trả, đúng không? Ok. Rồi. Okay, so next one. His company first built the Model T on 1908. Okay, so what is it here? First built. Lần đầu tiên công ty của ông ấy lần đầu tiên được xây dựng dưới hình thức Model T. Model làm với cái hình thức chữ T, đúng không? Yeah. Rồi vào năm 1908, new car makers, the Ford had made the car for the rich and selling as high as $2,800. Okay, so what is it here? New car makers. So what is it here? Car maker, can you separate it into two parts here? And you can see what is car and what is maker. Okay, so this is how the word in English can be created. Rồi đây cách mà những từ trong tiếng Anh được thành lập, đúng không? Đây là những người mà tạo ra ô tô, đúng không? Nhà sản xuất ô tô đấy. Như những người sản xuất ô tô mới thì Ford đã tạo ra những chiếc ô tô dành cho người giàu, ok, và bán với nó với giá cao nhất cao như là $2,800, ok, cao như là $2,800, ok. So next one, this would well beyond the money a regular American family could afford to pay for a car. What is it here? Beyond. Do you know what is beyond? Do you know what is beyond a control? What is beyond here? Beyond, this means you can't do more problem. Can't control it. Okay. Oh, it's outside your control. So what is it? Beyond. Okay. You're saying it. Okay, now beyond is outside your control. This means you cannot control it. Okay. This is affected by the outside. Okay, the outside factor. So cannot control. So what is it here? Beyond. Mm-hmm. So what is beyond here? Ngoài tầm kiểm soát, đúng không? Là nó bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Tức là mình không kiểm soát được, mình không chủ động được, đúng không? Rồi, beyond the money a regular American family could afford, right? Rồi, nó nằm ngoài những gì? Ngoài tiền của những cái gia đình mà bình thường nhất ở nước Mỹ có thể chi trả được để mua cho một ô tô, đúng không? Rồi, có nghĩa là gì? Tức là không đủ tiền á, những cái gia đình bình thường không đủ tiền bởi vì giá cái ô tô cao quá, đúng không? $2,800.
too high, so cannot pay for it. Okay, cannot afford to pay for it. Okay. So next one, the Model T was different. Okay. Rồi hình thức chữ T thì lại khác đúng không? It was the first car that the middle class family could afford to buy. Okay. Now, what is it here? Okay, is it what the first car? What is it here? The first car. Xe đầu tiên. Rồi, chiếc xe đầu tiên. Mà. Okay, do you know what class is it? Okay, this means a family, a regular. This one is the same. Can you see? Okay, they change. Họ thay đổi thôi. Okay. Okay, yet they use the similar one, the similar word, the similar meaning. Nghĩa giống hệt nhau. Okay, một gia đình bình thường ở nước Mỹ đúng không? Và một gia đình gọi là trung gì nhỉ? Rồi, gọi là gì nhỉ? Trung hạn gọi là... Oh, I forgot the name in Vietnamese. Okay, rồi. Gia đình bình thường, gia đình mà gì nhỉ? Không phải hạng khá giả ấy. Đúng không? Rồi middle tức là ở giữa, middle this mean ở giữa, class là hạng, thứ hạng đúng không? Okay, family could afford to buy. Okay, so next one. In 2000, in 1908, it was priced at $825. However, in 1924, the Model T sold only for $260. Okay, rồi. Và năm 1908 thì giá của nó là 825. Tuy nhiên thì đến năm trước năm 1924 thì nó được bán với giá 260. Oh, can you see the price? Okay, how can you call the price here? Okay, so can you see from the 200? Okay, 2,800 here. Okay. Down to 825 and then down to only 260. So how can you call the price here? Okay, they decrease, right? Decrease. Okay, but how they decrease here? How they decrease here? Okay, is it significant decrease? Right, significant. Okay. Rồi, có phải là giảm mạnh không? Is it correct? From 2,800, okay, down to 825, and then, okay, only have 260, you can buy it. Okay, so this one, the price, eh? Okay, decrease significantly, okay? So next one. Okay, can you read it for me? Yes. The Model T. Okay, try this. The Model T weight. Model T weight 1,020 pounds. It's 1,200 pounds. Okay. You say 20 pounds. Okay, 120 pounds. Okay. It carried a 10-gallon tank, and it had to be cranked to start the engine. From so 15 million Model T's between
1908 and 1927. Frost gray was based on a special meter who it worker place just one pass on each car. The car travels along a movie bed which is on top for its factory worker. This was very different from the handmade car built in the early 1900s. Trump also uses interchangeable part. This means that any for example, fish on any behind vehicle. Okay, so one. Okay, we have something here. Can you see the word change? Is it the word change? Change, right? So this word, okay, they have the suffix and okay, the prefix. Okay, tiền tố và hậu tố đúng không? Họ ghép tiền tố inter và hậu tố able đúng không? Okay, so how can you say that? Interchangeable. Okay, interchangeable. Okay, now, so done here. So can you guess this one? What is it? Interchangeable here. Can you guess the meaning? Yes. What is it? What is interchangeable? Okay, interchangeable. You know the word chain, right? Chain. Title. You know, right? Okay, yeah. So now I have the prefix. Prefix inter. What is inter? Do you know what is in? In là gì nhỉ? Bên trong đúng không? Okay. So inter là tiền tố là bên trong. Nội. Bên trong. Able là gì? What is able? What's able to? What is able? Okay. Now remember. What is able? Suffix able. This means? Okay. Can, right? Can do or cannot do, but something different from that. Okay. No, nghĩa nó là có thể đúng không? Nhưng mà nghĩa của nó hơi khác can một xíu đấy. Okay, I will explain later. Rồi, từ này nghĩa là có thể. Rồi. So, the whole word, what is it? Rồi, cả từ này có nghĩa là gì nhỉ? Interchangeable. Có thể. Rồi, có một thứ đúng không? Mà bên trong nó có thể thay đổi. Có thể, đúng không? Rồi, có thấy không? Có một thứ mà bên trong, rồi ở đây người ta dùng thứ gì đây? Bộ phận đúng không? Có những cái bộ phận mà bên trong có thể thay đổi. Can you see? Rồi. Interchangeable. Bên trong có thể thay đổi. Okay. So that means how the word can be created in English. So I want you to read. Okay. Read more. Okay. To understand and to guess the word, guess the meaning of word. Rồi, cô muốn con đọc là để đoán nghĩa của từ nhé. Okay, it's easy for you to. Okay.
Rồi sau này sẽ có những cái bài mà dài, ví dụ các cái bài, ví dụ ngày xưa cô đi thi IELTS. Ok, những cái bài dài từ 1 to 2 pages. And you know, something you kind of not understand. But how can you still can do the exercise? Oh. Rồi, có khi là cả bài không, tức là không hiểu được một vài chỗ. Thế nhưng mà vẫn làm được bài. You still can do the exercise. But so how can you do it, right? You need to guess the word. But sometimes guess the word is, the word you guess cannot be correct. Okay, but you can guess the nearest meaning of the words, right? Rồi, có thể là từ sẽ không đúng, nhưng mà con có thể đoán được từ có nghĩa gần nhất, đúng không? Nearest meaning of the word. Okay. So now, come back here. Rồi, cách thứ nhất là gì? Dựa vào tiền tố và hậu tố. Okay. So this one, this way you can get the word. Okay, this is a long word, right? Rồi, lúc đầu nhìn nó lạ đúng không? Khá là dài. Okay, so now you need to, okay, see how the word can be created. Okay, to know the meaning of the word. Okay, come back to here. The model team weighed 1,200 pounds. What is it here? What is pounds? Do you know what is pounds? Same. It's like kilogram, okay? It's a it's a measurement of weight. Rồi đơn vị đo cân nặng đúng không? 1,200 pounds. Okay, but I don't know exactly how much is it in kilogram. Rồi cô không biết là chính xác thì nó bằng bao nhiêu kilogram. I don't know. But this one, just understand. It's like the measurements of weight, okay? So next one, can you guess the word gallon? I want you to guess the word gallon. It's carry a 10-gallon gas. Có một cái model T mà nó có thể nặng đến 1,200 pounds, okay? Và nó có thể mang, nó có thể chứa đựng được 10 cái gì đó. Khí ga. Okay, so how can you guess the word gallon here? Okay, guess the word. I want you to guess the word. Cô muốn con phải đoán được từ. Okay. So this means it's important for you to guess the word. You don't know this word, right? Yeah. Con không biết từ này đúng không? Yeah. Okay, but you can guess. Okay, the nearest meaning. Rồi, không cần phải chính xác nhưng mà phải là nghĩa gần nhất. Ok, what's in gallon? 10. 10 gallon gas. What in gallon? Gallon. This one is a measurement of air. Ok, of the air. Ok, something like the air. Of gas. Right. Nó là đơn vị đo gì? Không khí đúng không? Yeah. Okay, now this one. Okay, but actually this one need to be like this 10 gallon. Okay, you need the word S. But why here we missing this letter S? Okay, why here we remove the letter S? Why? Can you tell me why? Because 10 người nhiều nên là tại sao ở dưới người ta lại không có S? Why? Có gạch nối rồi nhưng mà nối thế tại sao nó lại cho gạch nối vào thay vì cho thêm S? Why? Can you give me the reason? Okay, you need to know, huh? Because this one, if you use like that, the word 10 is at S. The number, right? And the gallons is the noun, right? Đây là số và đây là danh từ, đúng không? 10 cái gì đó. Okay, but you have the word er here. Rồi, tại sao lại có một từ er ở đây? Nếu mà con có một từ er ở đây lại là một số lượng nữa, đúng không? Okay, vậy thì cả cái chỗ này cần phải biến thành gì? 10 gallons need to be adjectives, right?
Đó, cả cái chỗ đấy nó phải biến thành tính từ. Ok, but how can you change it to adjective? Rồi làm nào để biến thành tính từ? Ok, so neither. Ok, this is one right. And no, this is one. Can you understand? Ok, rồi, đấy là cách để biến thành tính từ nhé. Ok, for example, we have this one. Ok, how can you say, ok, you are the, how old are you now? You are? 14. Ok, so you are 10 years old, eh? 10 years old. Is it 10? No 10, right? 13. Okay, sorry. Now 13 years old. 14. Okay. Yes. Exactly 14. Are you sure? Okay. No change. Okay. Now listen here. Now, so I now this one you can see yes here is the noun. Okay. Here is the noun. So now I want this one. Okay. Read this one to be an adjective. Okay, you can say that you are a 14 year old. Go. Okay, is it correct? You are the you are a 14 year old girl. Okay, it's a little bit different, right? Rồi, câu này là một câu rất bình thường đúng không? Is it normal? You use normally, right? Usually use this one. Bình thường dùng câu này đúng không? But this is so important if you know how to use this one. Okay, another example. Another example. Okay. I have. Okay, now how can I say? I join a cheer which has 3 days. Okay, 3 days and 2 nights. Okay. Joint. Okay, so how can you mix this one? Okay. Tôi đã tham gia một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đúng không? Okay, so how can you mix this one in a sentence? A small sentence. You can say I joined. Okay, 3 days. But no S and 2 nights. Remember this one, two nights, no S, huh? Okay, cheap. Okay, can you understand this one is how you can change the words, right? How you can change the words. Is it okay? Okay, that's okay. Tired? You have class today, right? You have class today in your school, right? No, I don't have. Oh, so why are you tired like this? Your face? Scary? Okay, your face really scary, yeah? Okay, I frightened you. This reading is not too long. Only 3 parts. Okay, so next one, I want you to guess. This word, tank. What is it? It carry a 10-gallon gas tank. Tank. What is tank? Oh, a little bit here. So what is this? How can you say this word and this word? What is the difference between this one? How can you say to me? What is the difference here? How can you differentiate it? It's not the same. Nó không giống nhau. Đọc không giống nhau đúng không? Okay, the first one is tank. Right, tank.
Is it okay? The internet connection. No, bạn có ổn không? Okay. That's a warning here. Rồi, còn từ thứ hai. Từ này hay gặp này. Okay. Your tongue. Where your tongue? Lấy con phải nằm đâu? Giữa hai răng. Thank. Thank you. Okay. Thank you. Yes. Thank you. Okay, so this is the difference. Huh? Okay, if you can't differentiate it, so you say it's the same. Okay, can you understand? Nếu con không phân biệt được là con sẽ đọc hai từ này y như nhau. Okay, so this is the reason why. Rồi, đấy là cũng là lý do tại sao khi mà nghe, tại sao lại không nghe được. Oh, so this one, really focus on it. Okay, rồi, again, this one is thank, and this one is think. Different, right? Rồi, âm này là âm gió, còn âm này là âm hữu thanh. Okay? So, okay. My throat. What happened with my throat? Really? Because I talk too much for a day. Okay? In the class and here. And it had to be a crank to start the energy. What is it here? Okay, so now you need to get this one. Can you see this one in yellow? This one is highlighted in yellow, right? Rồi, những cái từ mà ở màu vàng ấy là những từ mà mình phải đoán ấy. Rồi, to start the engine. Do you know what is the engine first? What is the engine? Sorry, the word tank. Oh, sorry, I forgot the word tank. Come back to the word tank. What is it there? Nó chứa đựng một cái gì? 10 cái gì đó ga đúng không? 10 cái đơn vị đo gas. Rồi, tank, what is it? Something to put it, right? Rồi, mình cũng chả biết nó chính xác là cái gì, nhưng mình có thể đoán là một cái có thể chứa được không khí đúng không? Is it correct? Nếu không thì làm sao? How can it carry the gas? Làm sao nó có thể chứa được không khí đúng không? Okay, so it needs something to hold it, right? No, the same with you. I also don't know what is a tank. Cô cũng chả biết cái gì là cái tank. Okay, yes. Oh, just guess it, right? Okay. Now next one, it had to be cranked to start the engine. Okay, first thing, what is the engine? Do you know? Engine. Động cơ, đúng không? Rồi, để khởi động động cơ thì mình cần phải có cái gì đó. Something here. It has to be cranked to start the engine. Okay. Rồi, ở đây thì có hai cái. Okay, so difficult. Rồi, cái này hơi khó một xíu. Cái này là tay quay. Okay, this means that is a human engine, right? Human engine, động cơ của người đúng không? Not the robot or something like, computer engine, right? Computerized engine. Okay, this is a human engine, right? Engine. Okay, so next one, Ford. So 15 million Model Ts between 1908 and 1927. Okay, so what is it here? This is an easy one. No, go like this. How can you understand this? 15 triệu. Yes, họ đã bán được 15 triệu. Rồi. More models this now. Okay, và giữa hai năm này đúng không? So next one. The fourth grade. Success was based on his use of the special method whom each worker plays just one part on each car. So what is it here? How can you understand this one? No, what the first one, what is success? Success. Thành công đúng không? Rồi, thành công của Ford, sự thành công tuyệt vời của Ford là dựa trên gì đấy? Trên based on
Ok, rồi dựa trên việc sử dụng. Việc sử dụng cái gì của anh đấy đấy? Ok, what is it? Can you ask this one? Method. Ok. Now, the first one is the spelling. So can you put your tongue between your teeth? Like method. Methods, ok? Special methods, ok? Rồi, what are methods here? Can you guess? Okay, a little bit difficult, right? This one is the same method with weight. Weight, okay? Okay, special ways. Okay, cách đúng không? Bằng cái việc sử dụng cách đặc biệt của anh ấy. Okay? Thì nữa đây, whom each worker plays just one part on each car. Okay, what is it here? Nó chỉ mỗi một công nhân chỉ được đặt ở một phần của mỗi chiếc ca là đúng không? Mỗi chiếc xe đúng không? Ok. Rồi, the car travel along a moving belt. Ok, what is a moving belt? Do you know what is a belt in the car? What is a belt in the car? Ok, the belt for your safety. For your safety, you need to move the car before you move the belt before you moving. Okay, so what is a belt? Okay, so you need to, for your safety, you need to, yes, this one, right? The belt. Okay, travel along this moving belt with just one job for each factory worker. Okay, so this one, factory, not factory. Factory. No, factory, yeah. Rồi, họ đi du lịch với một cái thắt lưng đúng không? Thắt lưng có thể chuyển động được. Ok, with just one job for each factory worker. Cho mỗi công việc thì cho mỗi một người công nhân đúng không? Mỗi một người thợ nhà máy. Ok, this was very different from the handmade car built in the early 1990s. Ok, what is, can you see the word S? Before this one, the letter S here. What is the letter S here? What is the letter S here? Okay, what is the S for? Okay, this is những năm 1900. Yes, it's not only 1 year, right? It's more than 1 year. More than 1 year, right? More than 1 year. So, okay, it's a year near 1900, right? Okay, so this one is what different from handmade car. What is a handmade car? Tự làm, handmade. Rồi, những chiếc xe ô tô làm bằng tay đúng không? Làm bằng tay, handmade car. Okay, Pháp cũng sử dụng interchangeable parts. Rồi, Pháp cũng có sử dụng những cái bộ phận có thể thay thế, tự thay thế được. Tức là bản thân những cái bộ phận này có thể tự thay thế lẫn nhau được. Okay, so this one, really good. Oh, really good idea. Rồi, quá tốt toàn gì đúng không? Những bộ phận có thể tự thay thế lẫn nhau. Okay, this meant that any engine or well, for example, fit on any vehicle. Rồi, nó có nghĩa, điều đó có nghĩa là gì? Bất kỳ những động cơ và cái gì nữa. Wow, what is it here? What is well on the motor? Động cơ là... Okay, each car has four wheels. I think so. The car has four wheels. Bốn gì? Bốn bánh đúng không? Bánh. Rồi, điều đó có nghĩa là mỗi cái động cơ và mỗi cái bánh, bất kỳ động cơ và cái bánh nào, ví dụ thì nó có thể vừa với bất kỳ loại xe nào, bất kỳ loại phương tiện nào. Ok, so this one is the meaning of interchangeable. Nó là ý nghĩa của từ interchangeable. Ok. Tức là gì? Giống như kiểu là cái xe này bị thiếu bộ phận này thì lấy bộ phận khác của xe khác sang bù lại là được. Ok,
because it's so in sorry interchangeable, right? Okay, so next one. Okay, so can you read it for me first? Read it for me first. There is modernity rapid because of this less costly metabolism of production. He raised his worker ways, their language way double to $5 a day. The higher pay puts up many industries. This allow worker in 10 million of live with a single car and a single idea. What idea do you have? They may be just was valuable. So the first one, the price, okay, remember what is price, right? The price of Ford Model T is dropped. What did drop here? Remember, can you see the number? Remember the number? 800 something, I don't know. And to $260, remember? 800 and something, I don't remember exactly what is it, but 800, okay? Rồi, cô không nhớ rõ là 800 bao nhiêu nhé? 800 gì đó, okay? Now, so we have this one. So, how can you call the price here? Okay, can you see the movement of the price here? Downward, right? Is it correct? Downward. Okay. Can you guess the word drop here? What it dropped? Significantly. Right. Rồi, từ này exactly the same as drop. Okay. Rồi, what is drop here? Rồi, drop danh từ có nghĩa là giọt, giọt nước. Còn động từ có nghĩa là rơi, rơi với tốc độ giọt nước đấy. Okay. Rồi, rơi nhanh. Còn decrease là giảm đúng không? Và significant là significantly là một cách mạnh mẽ, giảm mạnh mẽ bằng drop. Because of his less costly method of introductions. Rồi, lý do là gì đây? Lý do tại sao giá của nó lại giảm? Because người sản xuất anh ấy costly. Đó là tại đó là nhờ phương pháp gì? Giảm chi phí sản xuất. Thế tại sao giảm chi phí sản xuất mà giá lại giảm? Anh ta người mua đúng không? He's one of the people to can afford to buy it, right? Okay, anh ta muốn những cái người dân bình thường có thể mua được nó. Is it correct? Okay, điều đó có nghĩa là anh ta phải giảm chi phí xuống đúng không? Để giá giảm xuống. Can you understand? Okay, rồi, có hiểu không?
Yeah. The profit is the same. The profit is the same. Okay, but the profit is the price minus the cost. Okay? So this means that the price dropped. That's that. Cost them. Okay? So this means profit the same. Can you understand? Oh, this means, okay, I am an accountant in the future. Cô là một kế toán trong tương lai. So this means you need to understand how this going, right? Okay? I explain for you like that. This one is, okay, it's on the basis one. So đây là một cái công thức cơ bản nhất của, okay, rồi, thương trường đấy, okay. He raised his worker grade. Okay, rồi anh ta nâng giá, nâng lương của những người công nhân đúng không? Raise là tăng, bằng increase nhé. This one, raise. Bằng raise, okay, or increase. Okay, nhưng mà có một sự khác biệt nữa là tại sao ở đây lại, okay, nhìn này. Tại sao lại không có raise? Okay, raise mà lại không có raise. Nó khác nhau ở điểm nào? Do you know? Rồi, this one. Rồi, đây là nội động từ nhá. Okay. Yes. Nội động từ. Tức là gì? Raise nội động từ. This means, okay, yourself need to raise. Bản thân nó tự tăng đúng không? Còn raise là phải do tác động bên ngoài, có ai đó nâng nó lên. Okay, this means that here. Can you understand? Rồi, increase thì nó là cả hai. Increase thì là cả hai. Okay, increase vừa nội động từ vừa ngoại động từ. This means you can increase this, but you also something can increase this, right? Okay. Rồi. Raise là nâng đấy, có nghĩa là nâng, tức là mình phải nâng nó đúng không? Tức là nó không tự lên được. Raise là ví dụ như thủy triều lên là nó là tự lên đúng không? Nothing. Okay, great. Okay, so come back here. Next one. Okay, so this one, the lowest wage double to five a day. Ooh. What is it? Anh bảo tăng gấp bội. Và cái lương thấp nhất. Từ cái lương thấp nhất, this one, the lowest wage is the minimum wage. Minimum wage. What is the minimum wage? Đó là lương cơ bản. Okay, lương cơ bản. Okay. Double to five a day. What is double? Double. Double is... Okay, twice. Time, right? Twice. Rồi, gấp 5 lần, gấp 2 lần, 5 đô la mỗi ngày. Ok, rồi ví dụ, today is $5, tomorrow is $10. Right, hôm nay 5 đô đúng không, ngày mai 10 đô. Ok, rồi the day after the tomorrow, $20, right, 20 đô đúng không, gấp đôi mà đúng không. Ok. The higher pay push up the pay throughout the industry. Rồi, cái việc mà trả lương cao hơn như thế này thì nó đã thúc đẩy sự trả lương cho toàn gì? Thông qua các cái gì? Industry. What are industries, yeah? Công nghiệp đúng không? Toàn hệ thống công nghiệp. Có rất nhiều doanh nghiệp đúng không? This allows the worker in the factories to be able to afford to buy the Model T. Nó cho phép. Okay, allow here. Do you know the word permit? Allow. Permit. Okay, allow. Permission. Okay, this one. Sự cho phép động từ cho phép đúng không? Okay, cho phép công nhân ở trong các nhà máy có thể có khả năng để mua Model T. Okay, 14 million lives of in single car and a single idea.
Rồi, Ford đã thay đổi hàng triệu những cuộc sống đúng không? Hàng triệu những cuộc sống với những chiếc xe, với những chiếc xe đơn giản, gọi là chiếc xe gì? Single, what is single here? Single. You are single, this means you are alone, right? Rồi, only one. Chỉ với một chiếc ca, chỉ với một chiếc xe duy nhất đúng không? Và với một ý tưởng duy nhất. Okay, now what idea do you have? Rồi, bạn có ý tưởng gì không? Okay, they may be just as valuable. Chúng sẽ rất là có ý nghĩa đúng không? Có giá trị. Okay, rồi hai câu cuối này chả liên quan gì cả. Okay, so done here. Anything else? Rồi, bài tập về nhà làm cho cô bạn này nhé. Is it okay? Okay, answer the question. Okay, there are how many questions here? We have 10 questions. 10 questions. Okay, 10 questions for you to answer. Is it okay? Done for today? Okay. Rồi, cô đây cô dịch cho hết rồi đúng không? Về nhà chỉ việc đấy thôi. Okay. Thì việc làm nốt thôi nhá. Okay, thank you for today. And I will see you on. What about your Wednesday? Cannot. Your Wednesday cannot.